Video này chỉ mang tính chất giải trí, không hề có ý cổ suý cho mọi hành động xấu hay đi ngược lại với thần phong mỹ tục Việt Nam. Hôm nay là một ngày rất là đẹp trời nên Sam có định tặng cho mấy bạn fan một bài thơ. Soái ca là của ngôn tình, còn fan là của một mình Sam thôi. Thấy chưa, hay không, hay không? Đó, mấy bạn thấy hay đừng quên thả tim, thả follow giúp Sam nha. Trời ơi, tôi mới nghe có ai đó mới vừa thả thính cái gì phải không ta? Ừ. Cái gì mà gì? Soái ca là của ngôn tình, còn fan là chỉ một gì? Còn fan là chỉ gì? Chỉ gì? Sam mới đọc. Chỉ một mình và của Sam thôi. Trời ơi, thơ người ta dễ thương mà không thuộc. Trời ơi, cái gì mà fan là chỉ của một mình Sam thôi? Rồi tôi nói cho bà biết nha. Fan á nha, fan của Hero Team là có fan của tôi nữa chứ không phải có fan một mình bà không đâu mà bà nói của một mình bà. Ủa, tôi tỏ tình, tôi gọi là thả thính với fan tôi, ủa mắc mớ qua đen kìa tôi dạ. Ủa, mà đây tự nhiên không, hôm nay xách cái máy quay ra ngoài đây, đứng quay xong đứng thả thính nói gì tào lao vậy hả? Có chuyện gì vậy? Trời ơi, tôi quay top, đăng lên top quá trời bạn tim chứ không biết hả? Quay top hả? Ui trời ơi, dạo này top đang rất là hot luôn à, cho tôi quay ké với. Hello mấy bạn. Hello mấy bạn. Không cho. Ông á, follow ông được 1 triệu 7 à, tôi là gần 3 triệu rồi, làm sao mà cùng đẳng cấp mà quay với nhau, gì kỳ vậy? Nè, bà nói gì cơ, bà kêu tôi là không cùng đẳng cấp với bà hả? Nè nha, mặc dù á là top của tôi ít follow hơn bà, nhưng mà kênh YouTube của tôi nhiều người đăng ký hơn bà, với lại tôi chơi game hay hơn bà luôn á nha. Ủa gì đi? Thời gian follow bây giờ qua chơi game là sao, không có liên quan gì hết trơn á. Liên quan chứ. Nè mấy bạn ơi, mấy bạn thấy đúng không? Sammy kêu á là Sammy có nhiều follow trên top nhiều hơn mình. Thì ok, đồng ý là điều đó. Nhưng mà fan ở trên YouTube của mình nhiều hơn Sam nhiều. Nó nhìn số subscribe của mình thôi là biết mình nhiều hơn Sam rồi, fan mình nhiều hơn rồi. Bạn nào mà là fan của mình á, nhớ cơ mình là fan Phong Cận ở bên dưới nha. Còn bạn nào mà là fan Sammy, đúng rồi, bạn nào mà là fan của Sammy thì bạn hãy cơ mình là fan Sammy ở bên dưới nha, để coi fan ai đông hơn nè. Nhưng mà chắc chắn một điều rằng là fan của mình hay là fan của Sam đông hơn không cần biết, nhưng mà chắc chắn một điều rằng là mình chơi game giỏi hơn Sam. Trời nói chuyện gì, do cái bạn lần trước cái gì, lần trước là do tôi gọi là tôi chơi thua thôi, hiểu không? Do cái bạn trời ơi, mấy bạn ơi, mấy bạn có nhớ không mấy cái lần trước á, khi mà Phong rủ Simmy với lại Sammy vào chơi game chung với Phong á mấy bạn, thì Simmy với Sammy đều chơi game thua Phong hết. Trời ơi, Phong nhường lần hai chị em luôn mà vẫn chơi game thua Phong á. Trời quê quá, YouTuber làm bài game mà chơi game thua. Tôi không có chấp nhận cái phản đó, là không có gì, nó kiểu nó không có công bằng, nó không có ngang tài ngang sức, hiểu không? Làm sao mà solo được? Ủa cái gì? Tại sao mà Sammy lại nói là không công bằng? Rõ ràng là tôi chơi game, tôi nhường cho Simmy với Sammy là chung một đội luôn mà kêu là không công bằng là sao? Hả? Tại vì tôi là con gái mà con gái làm sao chơi hơn con trai được, đúng không? Trời ơi, bây giờ lại nói là do là con gái cho nên là chơi game thua con trai. Trời ơi, ủa cái này á, chơi game á là chỉ có ngồi trên máy tính rồi sau đó chơi game thôi, nó đâu có giống như là mấy cái trò dùng đến sức lực như là kéo co hay là chạy bộ hay gì đâu, mà tự nhiên là nói là con gái không chơi thắng được con trai. Ông chè tôi không chết. Các bạn thấy không? Các bạn thấy không? Sammy gọi là lương lẹo, bạn thấy không? Thôi được rồi, bây giờ Sammy không phục rằng là Sammy chơi game dở hơn Phong đúng không? Thôi được, bây giờ á Phong sẽ kiếm ra một cái trò chơi này rất là vui. Cái trò chơi này á là một cái trò chơi mà không gọi là gì ta, không có chuyện mà Phong với Sammy sẽ đánh nhau đâu, mà chúng ta sẽ đứng xem người khác đánh nhau. Vui lắm luôn. Ủa gì kỳ vậy, tự nhiên bây giờ solo thì mình đứng nhìn sao mình biết là mình thắng hay thua được? Cái trò này rất là hay. Cái trò này là chúng ta sẽ có được những cái con búp bê mô hình á, sau đó chúng ta sẽ để xuống đất nè, xong rồi nó sẽ quýnh nhau và chúng ta chỉ cần đứng xem thôi, rất là vui luôn á. Sao muốn chơi thử không? À biết rồi, là quýnh mà là mình là điều khiển lính nè. Trời ơi, đúng là rồi. Mình được làm đức vua, mình được làm vua hơi bị ngầu luôn á. Sammy sẽ là hoàng hậu, đúng không? Chắc chắn rồi, kiểu này tôi thắng chắc rồi. Cái này okay. được nè. Thôi được, vậy thì bây giờ để xem coi mình với Sammy lần này là mình là sẽ gọi là chơi công bằng các bạn, để coi mình với Sammy ai sẽ là người gọi là chiến thắng trong trận game lần này nha. Các bạn hãy thử bình luận ngay lúc này để xem coi mấy bạn nghĩ rằng ai sẽ là người giành chiến thắng nha các bạn nha. Còn bây giờ thì đứa hỏi nào, let's go. Rồi, ok các bạn ơi, và hiện tại mình đã đưa Sammy đến cái gì ta, cái trò chơi mà mình mới vừa nói nè các bạn. Đấy, các bạn thấy ở bên dưới có gì không? Ở bên dưới là đang có rất là nhiều gọi là những cái mô hình. Gì vậy Sam, sao nhảy xuống dưới rồi? Ai biết, tôi xem, xuống đây Phong xem thử mấy cái cây nó bé xíu nè, vậy nè, đẹp quá hả? Ok các bạn ơi, thì bạn đang thấy là chúng ta đang ở trong một cái tòa lâu đài mini mấy bạn ạ. Và một tí nữa nha, nhiệm vụ của chúng ta là sẽ đặt lính ra cho mấy con lính chiến đấu với nhau. Và bây giờ bạn
bạn hãy cùng đoán xem coi mình với Sammy ai sẽ là người chiến thắng nha các bạn nha. Và bọn mình sẽ cùng nhau đấu với nhau tầm 3 trận. Đó, rồi ok, Sammy sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Sẵn sàng rồi đúng không? Rồi ok, đi lên. Ủa, rồi sao lên? Ai vậy? Rồi ok, cuối cùng bọn mình cũng leo lên trên được các bạn ơi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bấm nút bắt đầu để chuẩn bị bắt đầu trò chơi nha. Sammy sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Sẵn sàng rồi đúng không? Đó mấy bạn ơi, bạn thấy gì không? Ở trước mặt chúng ta đó chính là đang có những cái bảng. Thì nhiệm vụ chúng ta là sẽ phải mua mấy con lính mấy bạn ơi. Thì mình sẽ mua một con lính cầm kiếm nha. Trò đầu tiên á thì mình Sammy sẽ sử dụng hai con lính cầm kiếm, à không, ba con chứ. Mỗi người ba con lính cầm kiếm đánh với nhau trước để coi ai sẽ là người giành chiến thắng nha bạn nha. Rồi ok, Sam xuống đây Sam. Nhanh lên. Ủa ba con hả? Ba con. Rồi xuống đây. Rồi ok, bây giờ mình sẽ đặt mấy con lính của mình ra nè bạn ơi. Mấy bạn thấy mấy con lính của mình ngầu chưa? Đâu coi mấy con lính của Sam coi. Nhanh lên. Đây, cho mà xem, thấy chưa? Trời ơi, lính của Sam nhìn nó ốm nhơm ốm nhách xấu quách. Trời ơi. Vô duyên ai như bên lính không? Mập thù lù như heo à. Ơi nè, tôi nói bà nghe nha. Lính của tôi là body xấu muối nha, chứ không có như con lính của bên bà đâu ốm nhơm ốm nhách. Trời ơi. Vô duyên chỉ nhau à. Bây giờ bắt đầu nè, để coi coi ba con lính của bên Sam, ba con lính bên mình con nào chiến thắng nha. Ok, bắt đầu. Rồi. Vô nè. Rồi, bây giờ mình sẽ xuống dưới xem mà nó chiến đấu nhau nha các bạn nha. Ồ, chui xuống. Rồi ok. À, chui xuống. Chiến đấu đi. Đó, ba con lính đang tiến lại gần nhau. Búp búp. Đó, đánh nhau rồi các bạn ơi. Đánh đúng rồi. Và mấy bạn có thể thấy được cái thanh máu của bọn nó đang ở trên đầu kìa các bạn. Đó. Quấn nhau đi, quấn nhau chưa? Đi. Kìa, đánh mà lên bờ xuống ruộng luôn mọi người thấy không? Đã lên bờ xuống ruộng kìa. Nghe chưa? Tiến lên. Tấn công. Tấn công đi. Ôi đâu, một con lính bên mình chết rồi bạn ơi. Yeah. Không sao. Bên Sam cũng sẽ chết một con thôi. Đó, thấy chưa? Cây á. Rồi bên Sam chết hai con luôn. Ui, còn một con bằng nhau, cuối cùng. Còn một con cuối cùng. Ui, đi coi, đi coi. No, no. No. Trời ơi, lính của tôi thắng rồi, thách quá. Trời ơi, mua thấy chưa? Không thể tin được các bạn ơi. Thật không thể tin được là mình có thể thua Sammy vài giây phút cuối. Tức quá. Thôi không sao. Coi như là màn đầu tiên là Sammy thắng đây. Ok bạn. Rồi lên trên nè. Tiếp tục nha, khoan từ, con bên dưới rồi, biến mất chưa? Hết okay. Rồi, hết trơn rồi. Tức quá mà, trời ơi, không thể tin được là còn một con cuối cùng mà mình lại thua bạn ơi. Rồi, tiếp nha. Rồi, bây giờ là mình sẽ dùng cái con dùng cung nha bạn nha. Thì mình sẽ đặt con dùng cung ra coi. Wow, trông ngầu không. Quá ta. Cầm xem coi, tôi xem coi. Xem cái mà xem, mà tự đặt ra mà xem. Có gì đâu mà đẹp, tôi mới đẹp nè. Đây, đó. Ê, tính ra bà xàm xí quá ha, tính ra con của bà với con của tôi y hệt nhau, khác chỗ nào đâu. Rồi, ok, bắt đầu nha. Con tôi đẹp hơn. Bắt đầu đi. Rồi, bắt đầu. Go. Here go. Ui, coi kìa, coi kìa. Rồi, mình xuống dưới mình coi mà nó chiến đấu bạn ơi. Bắn đi. Cùng bắn đi nào. Ui, bắn từ xa. Ui, bắn từ xa ai nha. Dạ? Cố lên, cố lên, cố lên. Bụp bụp. Ủa, cái gì bắn mà toàn trúng không vậy mấy đứa? Trời ơi, bên mình có một con sắp chết rồi. No. No. Chết queo rồi. Rồi, bên Sam cũng chết một con. Ủa, rồi. Ủa, sao chết vậy? Ôi, đang đánh nhau. Ôi, căng tôi che. Đó, che gì mà che, đi ra chỗ khác vô duyên. Ok. Đó. Ui. No, bên mình ít máu hơn các bạn ơi. Đấy, rồi xong rồi. Bên kia. Rồi xong luôn, mình còn một con duy nhất luôn. Trời ơi. Bắn đi. Không thấy không? Không thấy không? Làm sao mà thua? No. Làm sao mà thua được? Tôi làm sao mà thua được? Trời ơi. Bà đừng có gáy to, bà đừng có gáy to. Chưa biết ai thắng ai đâu. Oh no. 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 Trời ơi. Tức quá bạn ơi. Vậy là mình lại tiếp tục thua Sam thêm một trận nữa rồi. Không, tôi không phục. Chơi thêm trận nữa. Không phục. Chơi thêm trận nữa. Gì mà không phục. Ok, chơi là 5 trận đi, người nào thắng được 3 trận là coi như người đó thắng luôn. Ok chưa? Ôi, thắng 2 trận rồi nè. Tức quá. Trận này sẽ chơi mấy con cầm ngựa đi. Ok. Thì lần này là chúng ta sẽ chơi nhiều hơn xíu, là chúng ta sẽ đặt khoảng 9 con. Ok không? Ui, 9 con hả? Đúng rồi. Rồi, xuống đây. Mình sẽ đặt ra nha. 1 nè, 2 nè, 3 nè, đó, 3 x 3 là 9. Rồi ok. Sao đặt cái đi? 1 2 à 3 con hả? Đây, rồi đó, rồi 9 con. Ok rồi. Nè, anh nói cho tụi mày nghe nha. Tụi mày đã được mặc giáp, được cưỡi ngựa, đẹp ơi là đẹp rồi. Vậy mà tụi mày còn chơi thua nữa là tí nữa anh ký đầu từng đứa nghe chưa? Okay. Nghe rõ chưa? Đó, nhìn mình nè bạn, nó nghe rõ rồi đó bạn. Mấy đứa ơi, cần gì cứ không cần cố gắng đâu, bên kia cũng thua hà, nhớ nha. Ok, fighting. Thấy chưa? Nó gật đầu lên liền luôn. Đó, tao nói rồi đó, tụi mày làm sao làm phải chiến thắng nghe chưa? Ok, chuẩn bị nè. Bắt đầu. Rồi, go nè, let's go. Tiến lên. Ok. Quay kìa. Để mình xuống dưới coi mà nó chiến đấu bạn ơi. Tiến lên đi.
tiến lên tấn công bọn nó. Đây đây, để mình chỉ hướng cho bọn nó đánh. Đó, đánh 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 hướng này. Ủa, đánh hướng chỉ này. Sao vậy? Cái này chỉ sao vậy? Ủa, ủa này đi. Nè. Quýnh đi, quýnh đi. Đây mày đưa, đây đây mày đưa đây. Trời, căng thẳng quá, căng thẳng quá. Trời ơi, quýnh nhau căng thẳng quá. Ê, mình không biết con nào là con bên mình, con nào con bên Sam luôn các bạn. Ủa gì mà lộn xộn vậy? Ủa. Ủa khoan từ. Ủa, cố lên, cố lên. Cố lên. Cố lên. Yeah. Win. Trời ơi, game là dễ, game là dễ mấy bạn ơi. Game là dễ, game là dễ. Không kẹo, không kẹo, không kẹo. Cái gì kỳ vậy? Thằng tôi sẽ là người thắng mà. Tại sao không lên thắng? 2-1. Ok, 2-1 rồi nha. Tiếp nè. 2-1 rồi. Hey, chỉ cần mình hai điều thôi là coi như mình an toàn các bạn ơi. Rồi ok. Rồi chơi con gì nè? Trận này chúng ta sẽ chơi ba con đi, là con cầm kiếm nè, con cầm cung, với lại là con cưỡi ngựa đó. Ok. Rồi bây giờ là chơi theo kiểu là gì ta, thật cẩm đúng không? Đúng rồi. Rồi ok, tôi theo mỗi ông luôn. Cái ba con nha. Gì? Mỗi cái ba con nha. Ok, đây một nè. Tôi sẽ đặt rồi. Theo là đây đây, mình sẽ đặt theo gì ta, chiến lược của okay. mình. Đó, đặt rồi. Theo chiến lược của tôi. Chuẩn bị sẵn sàng chưa Sammy? Sẵn sàng. Sẵn sàng rồi đúng không? Bắt đầu. Go. Rồi, mình sẽ đi xuống dưới coi mà nó chiến đấu. Thì mình nghĩ là rồi. Nên chiến đấu bắn, ơi. Bắn những con dùng cung trước. Chiến đấu, đánh những con dùng cung trước đi. Tiến lên. Tôi không có chỉ gì hết, tôi để vậy cho tự gì không? Chỉ như lúc là bị thua, xui lắm. Ủa sao thấy lính bên mình thọt hơn ta? No. Thấy chưa, chỉ chia cho mệt trời. Oh no, oh no, mình thấy lính bên mình đang ít hơn các bạn ơi. Không thể được, cố không thể em được. Ôi, con ngựa của tôi đâu, đừng có chết. Oh no, bên mình rồi xong luôn, lính bên Sam nhiều hơn bên mình rồi. No, bên Sam còn tận 6 con, bên mình còn có 3 con à, làm sao mà thắng được. Ôi trời ơi, cố lên em, cố lên. Bắn con nó đi mấy em. Bắn em mấy đứa, bắn đi mấy đứa, nhảy lên bắn đi, đúng rồi. Đừng để thua mà, trời ơi. Sao thôi, mà mình thắng. Nghĩ kiểu à, này sao là... mà không thắng được. Mình nghĩ kiểu này là chắc là mình thua nữa ấy bạn ơi. Rồi rồi rồi. Rồi. Trời ơi, lên bên tôi chạy còn dài, trời ơi, máu mà dài, xòm xọp luôn Phong ơi. Rồi sao mình còn một con lính duy nhất? No, không, đừng chết mà, trời ơi. Sam win. Tức quá mấy bạn ơi, vậy là Sammy thắng được 3 trận rồi, trời ơi. Thôi, thôi Sam ơi, tôi nói bà nghe nè. Tôi thấy trò này nó cũng vui á, hay là bọn mình chơi thêm một trận cuối cùng nữa đi được không? Cho các bạn xem được không? Chứ không phải là ông sợ nhục chứ gì. Sợ nhục gì mà sợ nhục. Bây giờ trận này chúng ta sẽ chơi như thế này đi. Tôi nghĩ là trò cuối chúng ta sẽ chơi thế này nè. Trận này á, nếu như mà tôi mà thắng thì coi như tôi với bà hồi. Còn nếu như bà thắng thì tôi tâm phục khẩu phục là cho bà thắng luôn. Ok chưa? Rồi nhớ nha. Rồi okay. Trò này chơi con gì đây nè? Trò này thì chúng ta sẽ chơi tất cả các con luôn. Nhưng mà mỗi con thì chúng ta sẽ đặt ra gọi là tầm 9 con. Ok. 9 con hả? Ủa nhiều nha. Ok, đây có nghĩa là cầm kiếm đặt 9 con, cầm cung đặt 9 con, hiểu không? Ok. Biết biết biết. Cứ xui xui mất. Màu đỏ nè, mình sẽ đặt ra ở 9 con cầm kiếm. Ok. 9 con cưỡi ngựa thì mình sẽ cho ở đằng sau đi. Ok, rồi, sau đó 9 con cầm cung thì mình sẽ cho nó ở trên đây các bạn ơi. Đây. Đó. Và một con ở bên đây để cho nó bắn. Rồi ok. Rồi. Chiến thuật. Ủa còn mấy cái này không chơi hả? Mấy cái này sao, mấy cái đồ? Có mấy cái này mình có dùng mà. Ok. Mấy cái này thì mình sẽ đặt nó ở bên này. Ở hai bên biển đi. Để ở hai bên biển cho nó bắn các bạn ơi. Đó, mình để bên này hợp lý nè. Wow, cái gì vậy? To vậy? Mấy cái mà bắn này thì chúng ta chỉ dùng khoảng mỗi cái thôi. Ba cái nha. Mỗi cái mình đặt 3 cái nha. Ok. 3 cái luôn hả? Dữ vậy. Rồi, 3 cái. Đặt ở đây nè. Rồi ok. Mấy cái kia bự thì mình sẽ đặt xa một tí, mình sẽ đặt ở đây. Rồi ok, sau đó đặt ở một đây nè. Mình đặt một cái nữa là ở bên xa bên đây luôn các bạn ơi. Hình như cái này là cái cây súng bắn mấy mũi tên hay sao các bạn. Mình sẽ để cho mấy con này, mấy cái cây súng mũi tên này đứng kế bên. Trời ơi, nhìn uy nghiêm nghe Phong ha. Rồi đẹp quá. Ok, quá đẹp luôn. Sammy sẵn sàng chưa? Sẵn sàng nè, let's go rồi. Rồi, bắt đầu. Rồi ok. Ôi. Cố lên nào mấy cưng. Anh tin mấy cân sẽ giành chiến thắng. Ui. Trời ơi, cái gì banh xác vậy? Trời ơi, cái gì mà nổ kinh vậy? Ôi. Trời ơi. Trời ơi, nổ. Trời ơi, để tưởng giống kiểu này. Ủa, cái gì mà chết hết sạch vậy? mấy con lính chết hết sạch rồi. Yeah, lính không còn không? Đâu, lính bên tôi vẫn còn nha. Ủa, rồi xong chết hết sạch luôn. Rồi, còn mấy con cầm cung thôi. Cố lên mấy em. Bắn đi. Bắn đi. Ủa, sao bên mình ít máu hơn vậy? Không được. Yeah. Không được. Bắn đi. Đừng dừng lại. Ủa, chưa, bà chưa thắng được đâu. Tôi vẫn còn vũ khí mà. Mấy cái vũ khí vẫn còn bắn nhau kìa. Đúng rồi. Sao vũ khí bên ông còn nhiều vậy? Chọi đá nè, chọi đá vô mấy cái vũ khí của bà nè. Ờ. Bắn
đi nè, tôi coi mấy cái này chọi đá nè, đó nó chọi cục đá là văng qua đây nè, bùm 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 đó. Trời ơi trời, cái gì mà ác nhân vậy trời. Hey, mấy cái cây súng bắn mũi tên này của bà không có mạnh bằng mấy cây súng gọi là chọi đá của tôi không đâu. Được bắn, không được bắn, mẹ cung tiên của tôi không được thì bắn tôi nè. Đừng bắn đi. Bắn đi nào. Đúng rồi. Đúng rồi. Yeah. Ok bạn ơi, chiến thuật của mình quá đỉnh cao, các bạn thấy không? Mình để cho mấy cái cây súng này nè. Tôi để cho mấy cái này nó nằm ở đằng sau cho nên á là bọn nó sẽ không bị tấn công trước, bà hiểu không? Nó vẫn vũ khí mạnh nhất. Còn Sammy vậy. Còn Sammy lại để cho nó ở trên đầu cho nên là chết hết trơn. Ai biết đâu, trời. Bởi vì là Sammy hồi nãy đã nhường cho mình thêm một trận, cho nên là trận này mình nghĩ rằng là mình sẽ nhường cho Sammy thêm một trận đó nha, chịu không? Rồi ra trận đúng không? Trận okay. Cuối nè. Đó chung rồi, kết nè. Trận này á thì tôi nghĩ rằng là chúng ta sẽ đặt nhiều hơn. Thì tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ đặt mấy con mà cầm cầm kiếm thôi Sam. Đây mấy con cầm kiếm thôi. Mình sẽ đặt okay. Khoảng gọi là bao nhiêu ta? 3 x 10 30. Vậy mình sẽ đặt khoảng 90 con, chịu không? 90 con là đúng đặt vậy. Bao nhiêu lần? Là bắt bao nhiêu lần? 9 lần hả? 90 con á thì đặt 30 lần. Đúng 30 không? Lần. Oh my god. Ok. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30. Rồi ok, 30 con. Đủ. 27 28 29 30. Sao? Rồi ok, 30. Trời lạnh luôn. Ôi đông quá trời đông luôn bạn ơi. Rồi ok, Sammy đã sẵn sàng chưa nào? Sẵn sàng rồi đúng không? Bắt đầu. Tiến lên. Nó cao kìa, lính nó nhiều như kiến vậy. Đây, mình sẽ chỉ mình sẽ chỉ cho bọn nó tấn công bạn ơi, tấn công phía giữa trước. Tấn công chi trời. Tất cả tấn công cùng một lúc cho anh. Trời ơi từng nghe kiểu trăm lính hiểu không? Mình là đức vua với hồi nữ hoàng hậu hay không? Đang chỉ lính đánh hiểu không? Tấn công đi. Tấn công từ hai phía này, bên hai phía này đang ít người nè, tấn công phía này. Trời ơi, căng thẳng quá. Mình thấy lính của mình có vẻ đông hơn các bạn ơi. Đâu ra bằng nhau hết. Ủa từ, sao bên đông nhiều vậy? Bên tôi nhiều hơn rồi nha. Quýnh đi nào. Ủa khoan, sao bây giờ là tôi lợi ích hơn vậy? Ủa gì cây? Ủa vậy tôi nhiều hơn đúng không? Sao căng thẳng quá ta? Tôi không biết là liệu rằng là bên nào sẽ thắng đây. Căng thẳng quá. Chỗ bên này ông nhiều hơn nè, mà chỗ bên này ông lại thưa hơn. Đó, nó đều vậy. Tấn công về phía bên này đang ít nhiều lính hơn nè. Tấn công phía bên này mấy cưng ơi. Trời ơi, cái gì mà lính mà chết sàn rạc vậy trời. Nó bốc hơi nhiều vậy, đừng có bốc hơi chứ em ơi. Trời ơi, sao mà tôi thấy bên này đội tôi đang bị chèn ép quá vậy. Lính đâu hết rồi, qua đây viện trợ mấy cưng. Bên này nè, tấn công về phía này viện trợ nhanh lên. Đúng rồi. Đây, bên đây thì mấy con lính của Sammy bên đây cũng đang bị đánh rất là nhiều. Đó, còn một con cuối cùng nè. Bụp, mày hả mày, rồi. Tấn công về phía giữa tranh. Tấn công. Đây, tiến lên nào chị mấy đứa, đánh đây mấy đứa. Oh no, sao mà mình thấy lính của mình ít hơn Sam vậy ta? Đều rồi đó. Tiến lên. Tấn công luôn cho anh. Ủa đây nào. Ai thắng vậy? Căng thẳng quá. Tôi không biết là ai thắng nữa. Căng quá. Cộng dây đàn vậy. Ôi, sao lính của mình ít hơn vậy? Đừng để thua. Anh xin tụi mày á, đừng để thua mà. Wow. No. Yeah, một con. No, còn một con cuối cùng. Chạy đi cưng. No. Trời ơi. Mày được rất nhiều. Yeah. Vậy là coi như là mình đã thua Sammy rồi mấy bạn ơi. Tôi bảo rồi mà tôi thắng thì do là ông không công bằng thôi, hiểu không? Nói cho bà nghe nè, chẳng qua là bà gặp may mắn bà mới chiến thắng được thôi. Chứ bây giờ tôi mà chẳng qua từ nãy tôi nhường bà, bây giờ nè, bà cho tôi sắp xếp một trận đi, bảo đảm là trận này tôi sắp xếp công bằng. Nè coi nha. Rồi, bây giờ là tôi đã sắp xếp một cái trận đấu vô cùng công bằng luôn, là bên Sam mà có 3 con đúng không? Bên tôi thì cũng ít thôi, không có nhiều đâu. Có nhiêu đây à? Đó, ok. Về mình ba con bên Sam sẽ chiến đấu với mấy con bên đây của tôi nha. Là công bằng quá rồi. Đúng bằng cái gì mà công bằng? Tôi được 3 con, một nuôi con kìa. Trời ơi, 100 con lên núi, 100 con xuống biển hả? Ủa, tôi thấy công bằng mà ta. Tính ra bên tôi ít xỉn là có mấy con thôi chứ đâu nhiều đâu. Bên bà tận 3 con lận.
Ôi trời, thôi thôi dẹp 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 đi ông nội, thôi tôi không chơi đâu, chơi với ông Giang hồn. Không chơi. Ông chơi thôi, thôi được rồi, vậy coi như là lần này tôi chơi game thua bà đi. Trời ơi các bạn ơi, tức quá mà, không thể tin được là cũng có ngày mình chơi game thua xa mấy bạn ơi. Mấy bạn có muốn mình phục thù trong những cái trận khác đâu, mấy bạn nhớ bình luận cho mình biết rằng là anh Phong ơi hãy phục thù đi nha. Đó, mình sẽ tìm một cái trận mini game nào đó để mình phục thù chiến thắng lại Sam nha các bạn nha, chứ mình cay quá. Rồi ok. À mà quên nữa bạn ơi, nếu như bạn muốn mà mình với Sammy chiến đấu lại với nhau á, để coi coi ai sẽ là người chiến thắng á, thì bạn hãy qua bên kênh của Sammy, bạn vào trong video của Sammy, bạn hãy comment mình là phong cận vô địch, phong cận vô địch, để cho Sammy sợ chơi nha. Trời ơi, nghi quá cơ, sợ quá. Thì bạn nào mà bên phe Sam thì hãy comment bên dưới là Sammy vô địch nha. Còn bạn nào bên bên kênh mình mà theo phe mình thì qua bên kênh Sam comment là phong cận vô địch nha bạn. Ok, còn bây giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại anh em những video lần sau. Tạm biệt. Bye bye.